Hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi top 10 con game bài được tiếng sóc đĩa, sẽ chịu đối tượng uy tín nhất hiện nay, con game từ Win này. Khá nhiều năm bình luận mình nói về con game này, mình hôm nay nạp vào 5 triệu mình chơi. Và hôm nay mình chơi bài tiến lên này. Mình thường chơi một là bài tiến lên, hai là bài poker, ba là sóc đĩa, bốn là tài xỉu. Đấy. Hay là đôi khi mình đánh long hộ nữa. Nhưng mà hôm nay 5 mê này mình kỳ vọng là mình sẽ ăn lên tầm vài mê thôi, nghĩ thôi. Chơi anh em chơi ấy, khi anh chơi poker ấy thì anh em phải nhớ điều này này, poker nó lên rất nhanh nhưng mà đổi lại nó xuống rất nhanh nha. À, bài đéo gì, bài xấu vậy trời, bài đéo có cái đéo gì luôn ấy, chịu, bài xấu quá luôn ấy anh em, đôi hai luôn này, nó biết ngay mà. Đéo này bài đẹp phải đạn, bài mình lại đôi ba, chịu, ván này thối luôn nên nhé, đéo đánh nó còn đéo gì luôn nên nghi lắm anh em ơi. Lẽ ba đấy mà, đúng rồi bốn này đấy, thế mới đánh nhỉ chứ, thế mới may ra mới có cơ hội thắng nhé. Ván này mình đéo kỳ vọng thắng đâu nha. À, đéo lên thấy được bảy kìa. Mười đi. Điền thế. Hai đi này. Khó đấy. Thôi ván này mình xác định đéo về được nha anh em ơi. Mình không về được đâu. Thành ra mình chạy được con nào hay con đó anh em ạ. Thật sự ván này khó về lắm. Đéo thể về được đâu. Đéo thể về được đâu anh em. Làm sao, nghĩ sao về được ván này được. Đôi 6. Đừng nói nó có đôi 7 cái mà. Đéo có đôi 38 đó kìa. Nó còn 38 đó anh em kìa. Ngồi đó mà húp. Đéo dễ đâu. Game gì chạy như vậy anh em. Nó kho ăn cả thôi. Mình chỉ ăn 2 mê đến 3 mê mỗi ngày thôi anh em. Nằm trong khoảng đó mình nghĩ là được rồi. Đéo cần nhiều đâu. Mãi thằng này kia lúc đánh ngáo với đạn. Đôi 3 nó đéo đánh đôi 4 đi. Bây giờ không có mà đánh nữa. Đánh ngáo vãi. Tiền nhiều mà đánh ngu anh em. Chín nó chịu rồi, bố mày có đéo đâu. Đen này nhá. Thằng về à? Thế thằng đéo này nó về à? Ui nó có ca về át này chịu rồi. Thôi mất nó 50 ngàn đỡ đi anh em. Chứ còn hơn là mất to mà đúng không anh em? Ơ? Ra đánh game khác thôi à? Bởi vì là nó đuổi mình ra anh em, má nó chứ. Tôi phải ra đánh game khác thôi. 4 đã 4 kìa, má nó chứ, cày thế chứ. Và nó tưởng thắng này chứ, đây này. Trên bài poker này mình không khuyến khích anh em chơi đâu nha, bởi vì nó lên rất nhanh. Nhưng mà đồng nhiều cái nó xuống rất nhanh anh em ạ. Mình đã gặp nhiều trường hợp là mình đầu tiên là ăn ghê gớm lắm. Mà sau đó một chuỗi mình thua một cái là ôi rồi thua luôn. Đây này 6 mê thôi, đéo đánh nữa. Em bài poker lâu lâu các bạn mới ra chơi thôi. Em bài poker chơi bị cuốn lắm. Màn chơi là các bạn chơi thua là thua to lắm đấy anh em. Đéo đơn giản đâu. Thắng một mê nữa. Chỉ cần thắng một mê thôi nghĩ luôn anh em. Ôi rồi thằng này ván này ăn to vậy, ăn được 12 con luôn. Nó thối hai là phải được 700-800 đấy. Nó không thối hai luôn anh em ạ. Không thối hai được ít thôi. Má nó kìa anh em ơi. Bài nó bực thế nhỉ. 3-5, 3-6, con 7, đôi 8. Và bài nó chia kìa anh em. Cay không anh em ơi, cay chứ. Đéo có đôi thông gì luôn. Ca đánh ca được luôn này, căng thế. Không có mình đánh ạt đây. Không theo đi anh em. Bởi theo là mình đéo về được. Cho nó ra 2 đi. Đằng nào nó cho ra 2. Đánh lẹ thì bị ngon. Ui nó đéo đánh lẹ là dễ toang rồi. Sợ toang rồi đấy. Ôi
Chịu rồi, nó đánh đôi rồi này. Nó về luôn à. Tao biết ngay nó đánh đôi mà. Nó đánh đôi 4 thì nó đỡ đi nha. Vậy tầm 9 nó chịu rồi. Để về được không đây? Đôi 8 này. Có cơ hội về đấy à, nhưng mà sợ mình nó có ấy đâu mình thối hai ấy. Ơi nó không có thì mình về thôi. Thế mình về đầu anh em ơi. Cuối cùng về đầu được ván đấy. Máy bay đạn thật. Nó có hai cơ này chịu rồi. Nó đánh hai cơ là thì nó đánh nhịn quá hay. Bởi nó không sợ thối hai ấy nha. Nó nhịn quá hay. Còn nếu pha đó nó nhìn được như vậy còn thực tế nó nhìn được đéo đâu anh em. Mình sợ là nó bị đuổi ra rồi. Quên mình bị đuổi ra ấy. Rồi nó vẫn cho đánh tiếp anh em. Để bên ai có không đây. 10 đi nha. Nó cho mình đánh á thì ngon. À rồi. Có cơ hội về đầu đấy anh em ơi, có cơ hội về đầu đấy, sợ nó có đôi thông thôi. Ra nó có đôi thông là chịu rồi nha. Nếu nó có đôi thông là chịu đấy. Thật sự nó có đôi thông là chịu. Ơi, nó có đôi thông thì mình ăn thôi và nghĩ thôi anh em. Việc đéo mình phải tham nữa, đánh đôi bại là về luôn này. Trời ơi ngon chưa anh em ơi. Ván này ăn được to đấy. Không phải đơn giản đâu anh em. Và ăn to đấy. Trời ơi kiểu mốt luôn, ngon thế anh em ơi. Ồ, may may may. Mình phải nghĩ chứ, đéo cho phải tham nữa. May mình nhấn lộn đi anh em. Nhấn tiếp tục và may là nó đéo sẵn sàng ấy, chứ pha nó sẵn sàng cái này dễ toang lắm anh em ạ. Thôi nghĩ, nghĩ anh em ơi, nghĩ nha. Khi thắng anh nhớ rút hết cho mình nha anh em ơi nha.